Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào? Và không có một lý do gì mà chúng ta không khám phá chúng. Vậy thì video clip lần này chúng tôi hãy cùng các bạn đi tìm hiểu thật nhiều những điều thú vị nữa. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 sẽ tiến hành lấy vân tay của công dân trên toàn quốc để làm căn cước gắn chip. Bộ Công an thông tin về thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sắp triển khai sẽ đảm bảo an toàn bảo mật và giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo. Chip sử dụng trên thẻ căn cước công dân tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam. Trên cổng thông tin của Bộ Công an, công dân hỏi, vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an. Theo đó sẽ thay mẫu thẻ căn cước công dân có mã vạch sang thẻ căn cước công dân có gắn chip. Tôi được biết thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử có ưu điểm là tích hợp được nhiều thông tin cá nhân như là nơi cư trú, bằng lái xe, giấy tờ xe, bảo hiểm, ngân hàng. Tôi muốn hỏi là Bộ Công an đã có được phương án như thế nào để bảo mật được những thông tin cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trong trường hợp bị mất và giao dịch hành chính. Thì về vấn đề này, đại diện Bộ Công an cho biết chip sử dụng trên thẻ căn cước công dân tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam. Trên chip có thực hiện ký số, do vậy khó mà làm giả, đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch. Chip có khả năng lưu giữ thông tin sinh trắc học như là dấu vân tay, cho phép xác nhận đảm bảo chính xác con người, qua đó để thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác, giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn bảo mật nhất là trong các giao dịch tài chính. Khi mà đề xuất sử dụng căn cước công dân có gắn chip điện tử, thì Bộ Công an đã xây dựng được phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu trữ trên chip. Phương án này được các đơn vị chuyên môn đánh giá, nghiệm thu, đảm bảo bảo mật trước khi đưa vào phát hành sử dụng rộng rãi trong xã hội. Trước đó, thì tại hội nghị triển khai dự án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân và sơ kết 6 tháng thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an thông tin sẽ thay đổi cách thức thu thập vân tay. Dự kiến là ngày 1 tháng 11 năm 2020, Bộ Công an sẽ tổ chức đồng bộ lấy vân tay theo phương pháp mới trên toàn quốc, sử dụng thẻ chip điện tử đảm bảo tính bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn, tích hợp được nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng. Căn cước công dân mới được thiết kế mở có thể tích hợp được nhiều công nghệ nhận dạng hiện đại trong tương lai. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 sẽ hoàn thành 50 triệu thẻ căn cước công dân trên toàn quốc. Toàn bộ dự án căn cước công dân ước là 2.800 tỷ đồng. Và thay việc đổi mẫu căn cước công dân này khiến cho nhiều người bất ngờ thì anh Trần Hồng Nam, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Tôi mới đổi từ chứng minh thư nhân dân sang căn cước công dân mã vạch. Nếu biết có kế hoạch đổi sang căn cước công dân gắn chip, tôi sẽ đợi để đổi sau." Những ngày gần đây thì tại phòng PC06 của Công an thành phố Hà Nội, lượng người tới cấp đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân mã vạch đã giảm rất nhiều. Theo cán bộ phòng PC06 thì lượng người đến làm thủ tục cấp đổi giảm tới 50%. Với những người không biết về thông tin sắp tới sẽ cấp căn cước công dân gắn chip vẫn tới để làm thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân sang căn cước công dân mã vạch, cán bộ công an đều giải thích để người dân hiểu và khuyến cáo chưa nên đổi vào thời điểm này. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người dân thực sự cần thiết phải cấp đổi, cấp lại, cấp mới căn cước công dân để phục vụ cho các giao dịch dân sự thì phòng PC06 vẫn cấp bình thường. Chị Lê Thu Giang ở quận Đống Đa, Hà Nội đến làm thủ tục cấp lại căn cước công dân mã vạch cho biết: "Do tôi bị mất trong thời điểm phải thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, giao dịch về nhà đất, cho nên dù là biết sắp tới cấp căn cước công dân gắn chip, chị vẫn phải đề nghị cấp lại căn cước công dân mã vạch." Và theo khuyến cáo của Bộ Công an, từ nay cho tới khi cấp căn cước công dân gắn chip thì người dân ở 16 tỉnh, thành phố khi tới làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân mã vạch sẽ được lực lượng công an giải thích để hiểu rõ về việc này. Người dân bị mất chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư nhân dân bị hư hỏng vẫn được làm thủ tục cấp đổi sang căn cước công dân mã vạch. Nếu như chứng minh thư nhân dân còn sử dụng được thì người dân nên tiếp tục sử dụng và chờ tới khi được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip hiện đại để vừa đỡ tốn kém ngân sách nhà nước, vừa đỡ mất công đổi lại nhiều lần.
khi mà cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên cả nước thì chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân mã vạch đã cấp cho người dân trước đây vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho tới khi hết hạn theo quy định của luật căn cước công dân. Và mong muốn của Bộ Công an là dự án cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện song trùng với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thì mục tiêu từ nay tới ngày 1 tháng 7 năm 2021 cấp được 50 triệu căn cước công dân cho người tới tuổi theo quy định.